Xin kính chào quý vị khán giả. Big One rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Tờ Kiev Independent mới đây đã dẫn nguồn tin thân cận với Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang tìm cách nối lại đối thoại với Nga và lên kế hoạch chuẩn bị cho các cuộc đàm phán vào mùa thu. Chủ đề thảo luận chính sẽ là trao đổi tù nhân theo nguyên tắc tất cả đổi tất cả, cũng như các vấn đề về an ninh lương thực và hạt nhân. Theo nguồn tin, giới lãnh đạo Ukraine hiểu được sự cần thiết của việc bắt đầu quá trình đàm phán với Nga bất chấp tình hình căng thẳng đang diễn ra. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này và khả năng Nga đồng ý tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Kiev sau cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào khu vực Kursk được cho là rất thấp. Một số chuyên gia nhận định Ukraine mở chiến dịch Kursk nhằm tạo quân bài đàm phán với Nga trong tương lai. Ngoài ra, việc Kiev bắt giữ các binh sĩ Nga trong cuộc đột kích nhằm tạo điều kiện cho kế hoạch trao đổi tù binh. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích cuộc đột kích của Ukraine là hành động khiêu khích nghiêm trọng và sẽ bị đáp trả thích đáng. Chủ nhân Điện Kremlin cũng nêu rõ Nga sẽ không đàm phán khi Ukraine tấn công vào dân thường và các hạ tầng dân sự. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng nhấn mạnh Moscow sẽ không đàm phán với Ukraine sau cuộc tấn công vào Kursk cho đến khi Kiev bị đánh bại hoàn toàn. Ngày 21 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga của quân đội Ukraine đã hủy bỏ khả năng đàm phán với chính quyền Kiev. Giám đốc điều hành tập đoàn Rostec, ông Sergei Chemerov gần đây đã đưa ra cảnh báo rằng Mỹ và các đồng minh phương Tây có nguy cơ châm ngòi một thế chiến nếu Washington tiếp tục kích động xung đột ở Ukraine và cho phép Kiev tấn công lãnh thổ Nga. Theo ông Chemerov, Nga cảm thấy tự tin và trang bị đủ vũ khí sau hơn 2 năm kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine. Cựu tướng Ủy ban An ninh Quốc gia KGB đã nhắc lại lập trường của Điện Kremlin rằng cuộc xung đột này là cuộc chiến giữa phương Tây và Nga, ông Chemerov cho biết. Trong tình huống phương Tây đứng đầu là Mỹ, kích động xung đột chúng ta phải sẵn sàng. Chiến dịch quân sự đang bước sang năm thứ 3 và Nga vẫn cảm thấy tự tin. Ông cho hay, không ai có thể chắc chắn về thời điểm kết thúc xung đột, đồng thời cáo buộc Mỹ châm ngòi cho cuộc xung đột bằng cách cung cấp vũ khí cho Kiev và cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông nhận định, càng kéo dài nguy cơ thế giới bị kéo vào một cuộc xung đột toàn cầu càng lớn. Thật kỳ lạ khi các quốc gia phương Tây dường như không hiểu được mức độ nguy hiểm của cuộc xung đột này đối với họ. Tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi lãnh thổ có chủ quyền của Nga, nhưng phía Ukraine vẫn đang tiếp tục tấn công. Hồi tháng 6 năm nay, ông Putin cho biết Nga có thể triển khai tên lửa thông thường trong phạm vi tấn công của Mỹ và các đồng minh châu Âu nếu các nước này để Ukraine tấn công sâu hơn vào Nga bằng vũ khí tầm xa của phương Tây. Phương Tây đã tham gia lập kế hoạch cho cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực quốc. Các cường quốc phương Tây vốn muốn tránh đối đầu quân sự trực tiếp với Nga đã phủ nhận và nói rằng Nga mới là bên châm ngòi cho cuộc chiến. Ông Chemezov cho biết, Rostec chịu ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu sau khi Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014. Ông tuyên bố, không có chuyện các cửa hàng ở Nga bị thiếu hàng hóa do các lệnh trừng phạt và chi tiêu quốc phòng gia tăng. Đó chỉ là một chuyện hoang đường, ông nói. Cứ đến bất kỳ siêu thị nào của Nga mà xem, chúng tôi không thiếu bơ. Nga có đủ đạn dược, chúng tôi đã tăng cường sản xuất vũ khí lên gấp nhiều lần. Theo ông, các lệnh trừng phạt đã phá hủy chuỗi cung ứng, buộc Rostec phải lùi thời hạn chế tạo máy bay Zhukovlev MC-21 và thay thế khoảng 40 bộ phận nhập khẩu của máy bay SuperJet-100, nhưng đó không phải là thảm họa đối với Nga hay Rostec. Ông tiết lộ Rostec sẽ tuyển thêm hàng chục nghìn nhân viên trong năm nay, đồng thời mô tả việc các công ty phương Tây như Boeing và Airbus rút khỏi thị trường Nga là một cơ hội cho Rostec và ông muốn gửi lời cảm ơn. Ông nhấn mạnh, chúng tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Chúng tôi đã khai thác lợi thế từ tình hình thực tế và rút ra những kết luận cần thiết. Một trong số đó là chấm dứt hợp tác kinh doanh, dựa trên lòng tin với các nước phương Tây. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI, Nga là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Pháp. Mặc dù thị phần toàn cầu của nước này đã giảm vào năm 2023 do cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Chemezov cho biết, các công ty quốc phòng sẽ tiếp tục đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Nga, ngay cả khi cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc. Theo đó, tuy xuất khẩu vũ khí đã giảm, nhưng vẫn có dấu hiệu cho thấy nhu cầu từ nước ngoài rất lớn. Một phần là do vũ khí của Nga đã chứng minh hiệu quả trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông Chemezov nói,
Các đối tác của chúng tôi rất thông cảm và sẵn sàng chờ đợi. Danh sách chờ hiện đang rất dài. Các nguồn tin từ Kiev và một số báo cáo của phương Tây gần đây cho biết các hệ thống phòng không của Ukraine được cho là đã bắn hạ ít nhất 7 chiến đấu cơ Su-35 của Nga kể từ đầu năm. Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 Flanker thường được các chuyên gia Nga ca ngợi là một trong những máy bay chiến đấu hiện đại và tiên tiến nhất trên thế giới. Tuy nhiên, hiệu suất chiến đấu trên chiến trường của Su-35 ở Ukraine đã gây ra nhiều tranh cãi. Lực lượng không quân vũ trụ Nga đã phải rất vất vả để giành ưu thế trên không trước Ukraine. Không phải do thiếu máy bay có khả năng, mà là do các hệ thống tên lửa phòng không hiệu quả của phương Tây trong khu vực. Theo các nguồn tin từ Ukraine và một số báo cáo của phương Tây, các hệ thống phòng không của Kiev được cho là đã bắn hạ ít nhất 7 máy bay chiến đấu Su-35 của Nga trong năm nay. Trong khi con số chính xác về tổn thất vẫn chưa rõ ràng, nhưng hiệu suất kém cỏi của Su-35 ở Ukraine đã trở nên rất rõ ràng. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông vào tháng 3 năm nay, người phát ngôn chính thức của tập đoàn Sukhoi đã thừa nhận rằng hiệu suất chiến đấu của Su-35 trong không phận Ukraine không đáp ứng được kỳ vọng. Nhưng chính xác thì điều gì dẫn đến sự kém hiệu quả đáng ngạc nhiên của Su-35 kể từ đầu năm 2024 vẫn là một câu hỏi. Một số chuyên gia cho rằng hệ thống phòng không của Ukraine đã được cải thiện nhiều so với năm 2023. Tuy nhiên, một số chuyên gia khác cho rằng nguyên nhân thực sự nằm ở sự thay đổi chiến thuật của không quân Nga. Su-35 được thiết kế để chiến đấu trên không, nhưng ở Ukraine không có đối thủ nào trên bầu trời. Trong những trận chiến dữ dội, Su-35 phải hoạt động ở độ cao thấp hơn. Sự thay đổi chiến thuật này khiến Su-35 dễ bị tổn thương trước mạng lưới phòng không dày đặc của Ukraine. Hồi tháng 3 năm nay, các chuyên gia Bulgarian Military từng nhận định mạng lưới dày đặc các hệ thống phòng không tiên tiến trong không phận Ukraine là một thách thức đáng gờm, ngay cả đối với các máy bay hạng nhất như Su-35. Tháng 11 năm ngoái, quân đội Ukraine đã bắn hạ tổng cộng 5 chiếc Su-35. Ngoài ra, các báo cáo đầu năm 2024 chỉ ra rằng một đội tên lửa Patriot của Ukraine đã bắn hạ thành công thêm 2 chiếc Su-35 trong các hoạt động chiến đấu. Sai sót của con người là một khía cạnh quan trọng khác cần lưu ý. Su-35 không phải là loại máy bay dễ điều khiển. Đây là loại máy bay tiên tiến, đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ năng và kinh nghiệm dày dặn để vận hành hiệu quả. Khi phi công thiếu đào tạo hoặc kinh nghiệm hạn chế, có thể làm giảm đáng kể hiệu suất chiến đấu của cả phi công và máy bay. Sự xuất hiện của F-16 có thể có lợi cho Su-35. Việc đưa Su-35 đối đầu với F-16 có thể giúp khôi phục lại danh tiếng đã bị hoen ố của Flanker, đặc biệt là khi nó giành được chiến thắng. Nga đang tăng cường sản xuất máy bay chiến đấu Su-35 và Su-57 để bổ sung cho lực lượng không quân. Tuy nhiên, hiệu suất của Su-35 ở Ukraine không được như mong đợi. Nhiều máy bay bị bắn hạ bởi các hệ thống phòng thủ tiên tiến của phương Tây như tên lửa Patriot. Các báo cáo gần đây từ nhà máy Komsomol on Amur cho thấy sự tăng trưởng ổn định trong việc sản xuất máy bay chiến đấu Su-35 và Su-57. Đáng chú ý, Nga không gặp phải thách thức đáng kể nào trong việc sản xuất máy bay chiến đấu bất chấp những lệnh cấm vận của phương Tây. Su-35 được thiết kế tại Nga là máy bay siêu cơ động hai động cơ có nguồn gốc từ Su-27 Flanker thời Liên Xô. Chương trình ban đầu do các nhà hoạch định Liên Xô chỉ đạo nhằm mục đích phát triển một máy bay chiến đấu mới có khả năng cạnh tranh với máy bay thế hệ thứ tư của Mỹ, chẳng hạn như McDonnell Douglas F-15 Eagle và Northrop Grumman F-14 Tomcat. Nguyên mẫu đầu tiên của Su-35 ban đầu được gọi là Su-27M, lần đầu tiên bay lên bầu trời vào đầu những năm 1980. Theo thời gian, nền tảng này đã phát triển và được NATO gọi là Flanker E. Theo United Aircraft Corporation, Su-35 được mô tả là một chiến đấu cơ mang đầy đủ các phẩm chất của một máy bay hiện đại như khả năng cơ động cao, tốc độ siêu thanh và tầm hoạt động xa, khả năng kiểm soát hành động của một nhóm chiến đấu và có các lợi thế chiến thuật của một máy bay tiên tiến như khả năng mang vũ khí đa dạng, hệ thống tác chiến điện tử đa kênh tiên tiến, giảm tín hiệu radar và khả năng sống sót trong điều kiện chiến đấu khắc nghiệt. Được trang bị nhiều giá treo để mang cả vũ khí ngoài, Su-35 được các chuyên gia đánh giá là một nền tảng mạnh mẽ và được thiết kế tốt. Máy bay chiến đấu này có thể mang theo một loạt tên lửa không đối không và không đối đất, bao gồm Vimpel R-27, Monizha KH-29 và KH-58 USHE tầm xa. Ngoài ra, Su-35 có thể triển khai bom dẫn đường bằng laser KAB-500KR, KAB-1500KR-TV và KAB-1500LG. Đáng chú ý,
Su-35 cũng được trang bị các biện pháp đối phó như máy gây nhiễu và hệ thống cảnh báo radar. Máy bay còn được bổ sung pháo cao tốc Kryazev Sipunov GSH-30-1 30mm đáng gờm. Su-35 không phải là máy bay chiến đấu duy nhất của Nga đang hoạt động. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng gần 350 máy bay của Nga đã bị phá hủy kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Mặc dù con số này chỉ từ một phía, nhưng nhiều tài liệu và cảnh quay cho thấy sự suy giảm đáng kể trong các phi đội chiến đấu của Nga.